Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công điều động chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Thơ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Tiên Lữ khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 15 tháng 5 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tin tưởng rằng với kinh nghiệm về quản lý và công tác xây dựng Đảng đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đồng chí Nguyễn Văn Thơ sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo huyện chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Tiên Lữ. Trước đó, hội nghị cũng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý để đồng chí Doãn Anh Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiên Lữ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tiên Lữ được nghỉ công tác trước tuổi nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024.